Mời anh chuẩn bị lên xe giao khách địa đạo Củ Chi với Châu Thành Tiền Giang anh chị. Mời về trại em rất đông ba bê. Thì lên xe thì tính vào đến trại em xem tham khảo ấy. Mời em chuẩn bị lên xe giao khách Tiền Giang với lại khách gần địa đạo Củ Chi. 7 con à. Mấy con bỏ đứng chật xe đây. Mẹ, xuống mẹ. Mẹ. Hôm qua đi con cái